Bất chấp những tranh cãi về tính hợp lý của phương án thu phí bảo trì đường bộ, ngày hôm nay Bộ Giao thông Vận tải đã phát đi thông cáo báo chí khẳng định vẫn sẽ tiến hành thu phí theo đúng dự kiến là vào ngày 1 tháng 1 năm 2013 tới. Cùng với đó thì các trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách nhà nước sẽ bị xóa bỏ. Lý giải cho quyết định trên, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sau nhiều năm không được bố trí vốn đầy đủ, chất lượng nhiều tuyến đường huyết mạch, trong đó có cả quốc lộ 1 đã xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho công tác duy tu, sửa chữa đường bộ chỉ đạt 40% nhu cầu và có xu hướng giảm dần, nên việc đưa quỹ bảo trì đường bộ hoạt động đúng tiến độ vào ngày 1 tháng 1 năm 2013 đang là yêu cầu cấp bách. Theo Bộ Giao thông Vận tải, kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2013, các trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách nhà nước sẽ bị xóa bỏ. Tuy nhiên, các trạm thu phí để hoàn vốn đầu tư cho đường cao tốc, các trạm thu phí hoàn vốn cho các dự án BOT vẫn sẽ hoạt động đến hết hạn hợp đồng, đồng nghĩa với việc các phương tiện khi lưu thông qua các tuyến đường của các trạm thu phí này sẽ phải đóng phí 2 lần. Theo phương án thu phí bảo trì đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, thì xe ô tô thu qua đăng kiểm với mức thu 130.000 đồng một tháng với ô tô 9 chỗ, xe tải, xe chuyên dùng với mức thu cao nhất 1.040.000 đồng một tháng. Riêng với xe máy sẽ thu qua Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn với mức thu từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng một năm tùy chủng loại xe.